Wow. Rồi em uống rồi. Hay quá anh, hay quá. Mặt chưa vậy? Bao nhiêu sóc? Sắp rồi. Nãy giờ giá cào quá nhờ, không có quay cái đục cái đổ ra. Máy nhảy rồi quá trời luôn. Cái kẽm nè. Cái này đang cá kẽm nha. Quá bự luôn rồi. Không gài biết bao nhiêu. Cần quá nhảy rồi. Tôi muốn bọn dầu à. Của cào cái thi đừng quay vô nè.
Yeah.
tới giờ ăn cơm là mới có thời gian rảnh nè. Giờ này thì cũng 12 giờ nha. Ăn vô ngủ được 4 tiếng. Xong làm rồi. Nói chung thì từ 4 giờ rưỡi sáng tới giờ không có ngủ ngơi chứ. Không có thời gian để ngủ luôn. Tối nay thì ăn cá chiên tư chấm với nước mắm chua ngọt. Ngủ đây, nhà cả nhà nha.